Xin kính chào quý vị và bà con, mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 15 tháng 11 trên kênh VTC14. Thưa bà con, khu vực Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai, tình trạng sương mù sẽ xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là ở khu vực vùng núi, ven biển hay là những vùng có sông hồ lớn. Đến trưa chiều mai thì trời sẽ giảm mây, hừng nắng, thời tiết khô giáo và khá ấm áp, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và gieo trồng cấy vụ đông của bà con. Mức nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Tại các tỉnh miền Trung, vùng nhiễu động trong đời gió đông trên cao đang dần suy yếu, do vậy mưa có xu hướng giảm trên khu vực này. Số điểm mưa vừa đến mưa to chỉ xuất hiện cục bộ. Còn lại mưa chủ yếu xét huyện giải rác và tập trung chủ yếu ở các tỉnh từ khu vực Trung Trung Bộ bao gồm các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi. Nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ ở các tỉnh phía Bắc và dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ ở khu vực phía Nam. Đến với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ nhưng cơn mưa rông đến bất chợt vào thời điểm chiều tối và thường tập trung nhiều hơn ở khu vực Nam Bộ. Mưa xảy ra với lượng không nhiều và thời gian kết thúc nhanh nhưng cũng phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, lưu thông cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân vào thời điểm này. Còn vào ban ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ tăng nhanh, mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai tại Tây Nguyên sẽ phổ biến ở mức 28 đến 30 độ. Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ thưa bà con thời gian qua mưa lũ xảy ra liên tục khiến cho cuộc sống của người dân tại các tỉnh thành trung bộ và một số tỉnh thành phía nam gặp nhiều khó khăn đặc biệt là sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng mưa lớn khiến cho nước lũ trên các sông dâng cao đã làm ngập nhiều diện tích hoa màu của bà con sau khi nước rút môi trường bị ô nhiễm cũng là điều kiện thuận lợi để nấm vi khuẩn tấn công rau màu qua các vết thương xây sát Thời tiết trong những ngày tới được dự báo sẽ khô ráo hơn, cho nên bà con tại những vùng bị ảnh hưởng cần tiến hành phun thuốc phòng bệnh cho thân lá, rễ cây, rau màu theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Còn đối với những diện tích sử dụng màng che phủ, sau mưa có nắng gió bà con cần vén màng phủ gần gốc cây để lộ đất cho bộ rễ được thông thoáng nước bay hơi nhanh hơn hạn chế nấm vi khuẩn phát sinh gây hại cho rễ nếu có điều kiện thì bà con có thể bổ sung thêm một lượng cho bếp nguội vào gần gốc cây để cho hút hết nước lên bề mặt nhanh hơn cũng xin được lưu ý với bà con là không nên bấm ngọn tỉa cành vặt lá gốc cho rau màu ngay sau khi bị ngập úng vì dễ làm cho nấm vi khuẩn xâm nhập gây hại không nên sử dụng phân bón lá quá giàu đạm hoặc là kích thích sinh trưởng để phun cho rau vì dễ làm cho cây thối hỏng. Không phá váng ở diện tích rau màu đã lớn lúc vừa thoát nước ngập, nhất là những cây có bộ dễ phát triển xung xuê như là cà chua hay là bí xanh. Tiếp nối bản tin xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều có nắng và gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng có sương mù rải rác, tập trung tại khu vực ven biển và Nam Đồng Bằng, gió đông đến đông nam mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất biến đổi từ 27 đến 30 độ và độ ẩm trung bình từ 83 cho đến 88% rơi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Tại đây trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác tập trung ở phía nam của khu vực. Gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ và độ ẩm từ 83 đến 88%. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, đề phòng khả năng có gió giật trong cơn rông. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ và độ ẩm từ 84 đến 89%. Chuyển sang các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, tại đêm mây thay đổi, có mưa vài nơi, chưa chiều trời nắng, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn, và độ ẩm trung bình từ 84 cho đến 89%. Tại khu vực Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ và độ ẩm là từ 82 đến 87%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.